đấy. À, công thức nấu ăn mà ngày nào chúng ta cũng cần phải dùng đúng không? Thì bình thường chữ e đứng cuối thì chúng ta sẽ không đọc cái chữ e đấy ra. Nhưng mà trong trường hợp này thì cái từ này nó lại rất là đặc biệt. Chúng ta sẽ đọc là recipe, recipe, recipe. Ok, công thức nấu ăn. Do you have to use a recipe every day? Ok, so let's get started. Chúng ta sẽ bắt đầu nghe bây giờ nhá. Những cái từ này ấy, vì sao người Việt lại hay phát âm sai? Đơn giản bởi vì là đây hầu như là những từ mà nó không theo quy tắc. Đấy, hoặc là những cái từ mà người Việt quen phát âm một đằng rồi nhưng thực tế nó lại phát âm một nẻo. Đó thì các bạn nên chuẩn bị sẵn một tờ giấy hay là một cuốn sổ và một cái bút. Đấy, để chúng ta sẵn sàng ghi lại và luyện để phát âm theo. Và bất cứ từ nào mà chúng ta gặp được ngày hôm nay thì các bạn cũng sẽ comment xuống. Đấy, vừa học và comment xuống thì nó sẽ rất là ghi nhớ. Còn học xong mà chả lưu vào đâu, chả ghi lại mà cũng không comment xuống thì không nhớ được đâu. Từ đầu tiên của chúng ta đó chính là từ đây, từ này. Rồi, có ai biết từ này đọc là gì không? Hầu hết mọi người sẽ đọc là Iceland. Cá biệt một số bạn còn đọc là Iceland cơ, đúng không? Ok, thì thực tế là chúng ta, cái từ này là từ hòn đảo. Đó, ví dụ như là đảo Phú Quốc hay là đảo gì đó, thì cái từ này chúng ta sẽ, âm S sẽ bị câm và chúng ta sẽ chỉ đọc là Island. Island, thế thôi. Đó. Và từ này một số bạn dễ bị nhầm với từ Iceland. Đó, Iceland này là một cái đất nước đúng không? Đất nước Ireland. Đấy, thì CE này thì nó mới đọc là S nha. Còn đây thì chúng ta chỉ đọc là Island, là hòn đảo thôi. Ok, từ thứ hai của chúng ta đó là một từ, đây. Cô đoán chắc luôn, đấy là những người nào mà chưa từng đọc về cái từ này hoặc là tra từ điển từ này thì đều phát âm sai hết. Đấy, và từ này nó có nghĩa là phương tiện, đấy, hoặc là xe cộ, đúng không? Bình thường chúng ta đọc là vehicle, nhưng từ này chúng ta sẽ đọc là vehicle. Đó, từ chữ H chúng ta sẽ bị câm và đây chúng ta chỉ đọc là ơ thôi. Vehicle, vehicle, vehicle. Ok, tiếp theo này, từ số 3 của chúng ta. Đó, từ này thì ít người phát âm sai hơn, nhờ một số bạn vẫn không phát âm đúng lắm, cho nên cô vẫn ghi cái từ này vào một cái danh sách. Đấy, từ này là từ dạ dày đúng không? Đó. Ví dụ chúng ta có cái đau dạ dày sẽ là stomachache, stomachache. Thì chứng tỏ là CH chúng ta sẽ không đọc là ch như bình thường, không phải là stomach, stomach mà sẽ là stomach. Đó, âm này sẽ là âm K nhá. Đây là một từ cá biệt, bởi vì hầu hết CH chúng ta sẽ đọc là ch đúng không? Nhưng cái này nó chỉ đọc là stomach thế thôi. Còn thêm X và sẽ thành stomachache, stomachache. I have a stomachache. Tôi bị đau bụng hay là tôi bị đau dạ dày. Ok, rồi. Một cái từ mà cũng hầu hết mọi người sai. Đấy, đấy là từ pizza. Có ai biết từ pizza này đọc thế nào không? Đọc tiếng Anh nha. Nếu như các bạn đọc là pizza thì phần trăm cao là những người bạn nước ngoài của bạn sẽ không biết đọc, không nhận ra cái từ đấy là từ gì. Đó, cái từ này nó chỉ là tiếng Việt chúng ta đọc thế thôi. Còn tiếng Anh ấy, hay tiếng Mỹ chúng ta sẽ đọc từ này là gì? Đúng rồi, cho nên đọc phải chuẩn nha. Pizza, pizza, pizza. Ok, đó, pizza. Ví dụ như là I want a pizza. Tôi muốn một cái bánh pizza. Đấy, tôi đọc pizza nha. Lần sau khi mà đi vào một quán pizza nào đó thì order một cách rất là tự tin đấy. À, em cho anh một cái pizza. Đấy, các bạn bồi bàn sẽ ngỡ ngàng. Ủa, anh nói từ gì vậy? Ơ, à, em không biết từ này à? Từ này là từ pizza đấy, nó đọc là pizza. Ok. Đấy, thế mình các em lại ngưỡng mộ quá. Rồi, tiếp. Cái từ này cũng là một từ mà cô không hiểu là vì sao chúng lại đọc sai nhiều như vậy. Đây. Đấy, khổ vậy đấy. Viết khó quá cơ. Đây,
Từ này chúng ta đọc là gì? Các bạn thử comment xuống xem nào. Đây là 1, 2, 3, 4, 5. Từ số 5 rồi. Đấy, từ số 5. Các bạn hay đọc là gì? Foreigner, đúng không? Foreigner. But the stress is on, is not on the second syllable, but is on the first syllable. Đấy, tức là cái trọng âm nó không phải là vào âm tiết thứ hai mà nó sẽ là vào âm tiết số 1. Và chúng ta sẽ đọc là foreigner. Foreigner. Đấy, sắc huyền huyền. Foreigner. Ok, đấy. Các bạn nhớ nha. Cái từ này nó cũng khiến cô nhớ đến một cái từ mà cô chỉnh mãi cho một số bạn mà vẫn không đọc được đúng lắm. Đấy, tức là các bạn cứ bị nhầm trọng âm ý. Nhầm trọng âm, thế là các bạn, cái từ này là từ sự tự tin đúng không? Nhiều bạn đọc là confidence. Confident, no, it's not confident. Nó nhấn vào âm tiết đầu tiên, nó sẽ là confidence. Confidence. Ok, đấy các bạn nhớ nha. La la la. La la la. Confidence. Ok. Rồi các bạn comment xuống đi, comment cái từ mà chúng ta đang học xuống nha. Rồi và đây là foreigner. Foreigner là nước ngoài đúng không? Ok. Foreigner. Và đây là confidence. Good job. Ok. Rồi, từ tiếp theo của chúng ta sẽ là từ một người phụ nữ. Vi Khả Ánh đã share. Ok, cảm ơn Ánh rất là nhiều. Ánh là một người rất là chủ động luôn, thậm chí còn inbox nhắc cô là đến giờ livestream rồi cô ơi. Ok, nhưng chẳng có lúc đấy cô đang cong mông để tìm cái bảng thay thế mới. Ok, rồi cái từ một người phụ nữ là gì? Các bạn còn nhớ không? Một người phụ nữ sẽ là woman, woman, woman. Ok, nó sẽ phiên âm là W, U ngắn này và mình. Đó, women. Nhưng mà nhiều người phụ nữ nó sẽ là gì? Nó sẽ viết là A chuyển thành E, nhưng sẽ đọc là women. Women. Ok, women. Chúng ta nó chính là hai cái chữ Y ngắn các bạn nhé. Nguyên âm nó chính là hai chữ Y ngắn. Women. Women. Men. Ok, không phải là we mean, chúng ta không đọc rõ chữ y như thế đâu. Nếu như bạn nào mà đã từng học phát âm, khóa phát âm của IELTS hay là đã từng nghiên cứu về phát âm rồi thì chúng ta biết là cái âm y để chúng ta đọc nó sẽ rất là thả lỏng và nó rất là mở miệng rất là to. Đấy là e, e, men, men. Đấy chứ không phải là y, y, mean, mean như tiếng Việt nha. Các bạn lưu ý điều đó. Women. Ok, rồi. Tiếp, cái từ tiếp theo của chúng ta là cái từ cũng rất là hay ho. Nó là một cái đơn vị đo lường. Đấy, tiếng Việt của chúng ta thì chúng ta đọc từ mét, nó là mét đúng không? Nhưng các bạn có biết tiếng Anh đọc là từ này là đọc là gì không? Nó sẽ là meter, meter. Đó, chứ không phải là meter nha, mà là hai âm y, y và ơ, meter. Nhấn vào âm tiết đầu tiên. Đấy. Còn nếu mà km thì sẽ đọc thế nào? Kilometer à? Có đọc là kilometer không? Chúng ta sẽ đọc là kilometer. Kilometer. Chúng ta sẽ nhấn vào âm tiết thứ hai. Ok, nào các bạn đọc lại nào. Meter và kilometer. Ok, rồi ôn lại. Trang đầu tiên nào. Đầu tiên đây sẽ là island, là hòn đảo đúng không? Đây là vehicle. Vehicle là phương tiện hay là xe cộ. Tiếp đây là stomachache hay là stomach. Stomach là cái dạ dày và stomachache là đau dạ dày đúng không? Tiếp từ này sẽ là pizza. Pizza. Very good. Đó, đấy là bánh pizza. Còn đây sẽ là foreigner. Foreigner là người nước ngoài. I am a foreigner. Cô là một người nước ngoài đấy. No, I'm not. Ok, rồi và đây sẽ là confidence. Confidence. Và đây là woman. Và đây là women. Ok, good job. Rồi các bạn comment xuống đi. Comment những cái từ mà mình đã học được và những cái từ mà mình thấy ấn tượng nhất mà mình hay đọc sai và hôm nay mình sửa được. Comment xuống nha.
Rồi, tiếp theo có một cái từ cũng rất là hay gây nhầm lẫn. Đó là từ này. Ok, cái từ này là từ đồng nghiệp, còn đây là trường đại học hay là cao đẳng ở nước ngoài đúng không? Thì cái từ này ấy, các bạn nhớ đó là cứ GE này này, thì phần lớn những cái GE này chúng ta sẽ phát âm là âm J, là âm số D3 này này, âm J. Đấy, nhưng bạn nào học một khóa về phát âm rồi thì chúng ta sẽ biết rất là rõ cái này. Còn những bạn nào mà đang lơ mơ về cái phần phát âm của mình ấy thì chúng ta nên xem lại, bởi vì phát âm nó là cái phần quan trọng nhất đầu tiên để chúng ta có thể tự tin bắt đầu nói được những cái câu tiếng Anh đầu tiên. Đấy, cho nên là quan tâm đến phần đấy một chút nha. Khi này là đồng nghiệp chúng ta sẽ không đọc, chỉ có GE này thì mới đọc là J, chúng ta sẽ đọc là college. College. Được chưa? Đấy, thì đây sẽ là trường cao đẳng hay trường đại học. Còn đây sẽ là calling. Đó, cái gu này này, gu e này nó chỉ đọc là g thôi, calling, calling, ok, đấy, các bạn ghi nhớ điều đó. Ví dụ như ở Ayolo thì khi mà học về phát âm này này, chúng ta sẽ học luôn về cái cách nhận diện là viết như thế nào thì sẽ đọc như cái âm đấy, để cho các bạn có thể tự tin hơn trong việc đọc những cái từ mà mình không chắc chắn lắm là nó đọc như thế nào, ok, đấy, calling, quên, sorry, đây là college. Và đây là colleague. Ok, very good. Rồi, có rất là nhiều bạn mới đang xem nhưng mà chúng ta lại không comment gì là sao? Hãy in say something, nói gì đi chứ. Trang Cao, hãy cho cô hơi ấm của các bạn đi. Trời ơi, trời lạnh, Noel, Giáng sinh người ta không đi chơi, người ta ở đây để học tiếng Anh, dạy tiếng Anh cùng với mình, chả thể hiện sự support gì cả. Nào 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 nào, say something. Nói gì đi, ai ở đây thì đang chào. Chào chào chào, say hi đi. Ok, rồi, đấy là một cái từ tiếp theo. Tiếp theo nữa để tôi xem là từ bao nhiêu rồi nào. Đây là từ số 5 nè, đây là từ số 6, đây là từ số 7, đây là từ số 8, đây là từ số 9 và đây là từ số 10. Ok, và tiếp theo từ 11, đây cái từ này là cái từ mà không hiểu sao mọi người lại cứ đọc như thế nhá. Cái từ này nhiều người sẽ đọc là closey đúng không? Closey, các bạn coi như cái từ này có ba à, có hai âm tiết. But it's not. Từ này chỉ có một âm tiết thôi và cái âm này chúng ta sẽ phát âm là đó, th phát âm là đấy. Thì ES này chúng ta sẽ không đọc là these mà chúng ta sẽ chỉ đọc là Z thôi. Thì từ này chúng ta sẽ đọc là close. Close. Ok? Đó, đây là từ quần áo đúng không? Quần áo nói chung. Ví dụ I have a lot of clothes. Tôi có rất là nhiều quần áo, hay là I have a lot of winter clothes. Quần áo mùa đông tôi cực kỳ nhiều. Đấy, thì từ này chúng ta sẽ chỉ đọc là z thôi các bạn nha. Nào phát âm ra nào. Close. Cái âm này thực ra mà nói chuẩn xác nhất thì các bạn phải thè lưỡi ra, close, đấy, tức là hai âm này phải đọc hết ra đúng không? Nhưng bởi vì là nếu mà đọc như thế thì nó khá là khó, cho nên hai phụ âm mà đứng cạnh nhau thì mình sẽ ưu tiên cái âm cuối hơn, đó, ưu tiên âm cuối hơn. Cho nên cái âm này các bạn có thể giảm bớt nó xuống một chút, thậm chí mình không cần nhìn thấy, thè lưỡi ra cũng ok. Đó, thì các bạn nhớ điều đấy nha. Rồi, đấy là từ từ số 11 là close. Tiếp theo cái từ này là từ cô bonus thêm cho mọi người đấy, nó rất là hay bởi vì cái này chúng ta sẽ cần phải dùng hàng ngày đấy, và các bạn có thể lặp lại mỗi ngày luôn đấy. Có ai biết từ này không? Có biết từ này nghĩa là gì không? Từ này là cái từ mà nó gọi là cái gì nhỉ, nó gọi là công thức nấu ăn đấy. Đấy, công thức nấu ăn mà ngày nào chúng ta cũng cần phải dùng đúng không? Thì bình thường chữ e đứng cuối thì chúng ta sẽ không đọc cái chữ e đấy ra, nhưng mà trong trường hợp này thì cái từ này nó lại rất là đặc biệt, chúng ta sẽ đọc là recipe, recipe, recipe. Ok, công thức nấu ăn. Do you have to use a recipe every day? Các bạn có cần phải dùng recipe mỗi ngày không? Nếu mà là cô thì cô cũng cần phải dùng nhiều phết đấy. Bởi vì là mình ít khi nấu ăn mà, cho nên là mình phải có công thức thì mình mới nấu được đúng không? Còn nếu không thì cứ cho hết các thứ lộn hết vào với nhau.
Ok, đó gọi là recipe, công thức nấu ăn đấy. Còn hôm nay những bạn nào mà share livestream thì cô cũng sẽ tặng các bạn cái bản gút của nó để có phiên âm, có nghĩa và có từ, những cái từ này đấy để các bạn có thể đọc theo được. Ok, tiếp nha. Từ số 12 của chúng ta đây là cái cụm cặp từ mà rất là hay nhiều người đọc sai đấy, và đôi khi gây ra những cái hậu quả vô cùng tai hại. Ví dụ như thỉnh thoảng có những bạn inbox cho cô tư vấn về khóa học chẳng hạn đấy. Đấy, thế là cô nói chuyện với bạn ấy, bảo bạn ấy giới thiệu bản thân. Đấy, thì bạn ấy nói là I'm 80 years old, đúng không? Tức là tôi bao nhiêu tuổi? Tôi 80 tuổi, đúng không? Xong mình bảo, what? You are 80? Em 80 tuổi hả? Xong bạn bảo, 18, 18. Yeah, right, it should be 18. Nó phải là 18 mới đúng chứ, đúng không? Thì cái từ teen này này các bạn nhớ đó là e, chúng ta sẽ đọc thành y. Và thường nhá, thường những cái âm nào mà có e thì chúng ta sẽ nhấn vào nó. Đó, cho nên là chúng ta sẽ nhấn 18, chúng ta sẽ nhấn vào cái từ teen này. 18, 18. Còn cái từ này chúng ta sẽ nhấn vào âm tiết đầu tiên. 80, 80 hay là 80, 80. Bởi vì cái từ này phiên âm ra thì nó sẽ là A và T luôn, GH sẽ câm. Đấy, cho nên là theo phiên âm thì âm T là đứng giữa hai nguyên âm, chúng ta sẽ đọc N nhẹ, 80, 80. Còn đây thì chúng ta sẽ đọc là 18, 18. Ok, very good. Chúng ta sẽ có cái từ người chụp ảnh sẽ là như thế này. Nhưng đọc như thế nào? Chúng ta có đọc là photographer không? Rồi, và từ từ này đọc thế nào? Tức là từ nó giống như này nhá, và một cái đuôi là phi thôi, và từ này sẽ là bức ảnh. Từ này có nghĩa là bức ảnh các bạn nhá. Vậy thì cái từ này đọc như nào, nhấn vào âm tiết thứ mấy, các bạn comment xuống cho cô xem âm tiết số mấy. Xem có ai biết không, ba từ này nhấn vào ba cái âm tiết khác nhau nhá, chứ lại không cùng một âm tiết đấy, cho nên là nó sẽ rất là khó. Ok, từ này chúng ta sẽ nhấn âm tiết đầu tiên này, photograph, và phờ này chúng ta sẽ đọc âm F ở cuối. Photograph, đây là âm O, nguyên âm đầu tiên sẽ là O, pho, không là pho mà là pho, photograph. Ok, đấy là cái bức ảnh. Chúng ta viết tắt sẽ là photo, đấy, còn viết đầy đủ ra sẽ là photograph. Đấy, bây giờ sẽ là người chụp ảnh. Chúng ta lại không nhấn vào từ pho nữa mà lại nhấn vào từ to cơ. À, chúng ta sẽ đọc là photographer, photographer. Đấy, thế nếu các bạn đọc là cái gì photographer thì nói chung là nó không được chính xác lắm. Ok, photographer. Chữ O này đừng nhấn trọng âm, cho nên nó sẽ đọc thành âm O. Còn đây sẽ đọc thành photographer. Ok, đấy, các bạn ghi nhớ điều đấy. Còn cái photo, cái từ mà đuôi phi này này, đấy, các bạn có biết nghĩa là gì không? Photography đây, nếu như cách chúng ta hay đọc kiểu tiếng Việt ấy, thì các bạn biết cái từ graphy định nghĩa là gì không? Cái từ này có nghĩa là kiểu là nghệ thuật nhiếp ảnh ấy. Đấy, nghệ thuật nhiếp ảnh. Chúng ta cũng vẫn nhấn vào âm tiết thứ hai, photography, photography. Ok, đấy, các bạn nhớ điều đó. Bởi vì cái từ này nó rất là phổ biến nhưng nhiều người vẫn đọc sai, nên chúng ta lưu ý nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến từ 15, từ số 15. Từ số 15 của chúng ta hôm nay sẽ là một từ về, đây, về dụng cụ đánh âm nhạc, đúng không? Đó, nó gọi là musical instrument, musical instrument. Rồi, thì đây chúng ta sẽ đọc gì? Guitar, có phải guitar, một số bạn còn đọc là guitar cơ. Is it true? Có đúng như vậy không? Yeah, of course not. À, Nguyệt Phan đến từ Phú Thọ nè. Ok, từ này chúng ta sẽ đọc là, đó, nhấn vào âm tiết thứ hai, guitar, guitar, guitar. Ok,
huyền sắc này, guitar. Đó, I like to play the guitar. Và tất cả những cái dụng cụ nào mà để chơi nhạc thì chúng ta đều có chữ the đằng trước nha. So I like to play the guitar. I like to play the guitar. Ok, đó. Và từ piano cũng thế. Piano đọc là gì, có ai biết đâu? Nhiều bạn biết chơi guitar, nhiều bạn biết chơi piano nhưng mà đọc vẫn sai, bé bé. Oh, từ này chúng ta sẽ đọc là piano. 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 Ok, nhấn âm tiết thứ hai. Guitar này cũng nhấn âm tiết thứ hai nhá. Đó. I can play the piano. Cô có thể chơi đàn piano. No, I'm just kidding. Cô đùa đấy. Tiếp nha. Từ tiếp theo đấy là cái từ này cũng rất là quen thuộc đúng không? Chúng ta hay có cái cụm từ đó là social. Và mọi người hay đọc từ này là media. Đúng không? Media. Nhưng mà đúng ra nó không đọc là media trong tiếng Anh. Chúng ta sẽ nhấn âm tiết thứ nhất. Và cái từ này chúng ta sẽ đọc là media. Media. Social media. Media là những cái phương tiện, những phương tiện thông tin. Đấy. Và social là đại chúng hay là xã hội. Đấy thì đây nó gọi là phương tiện là thông tin xã hội, là đại chúng. Nó gọi là social media. Đây là CA này sẽ đọc sờ nặng nhá. Social. Đó, đây cũng là một cách nhận biết mà trong cái quá trình học của IELTS, trong cái bài học chúng ta sẽ được nhận biết cách đọc cái âm sờ nặng. Đấy, ví dụ như CA, CO các thứ thì sẽ đọc thành âm sh. Social media. Ok, toàn những từ quen thuộc đúng không? Mà gặp suốt nhưng mà vẫn đọc sai. Ok, wow, bạn nào đang thả tim chíu chít. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Nhưng mà cô sẽ cảm kích hơn rất là nhiều nếu như các bạn có thể giúp cô share vào những cái nơi mà bạn bè mình đang học hay là như nào đó. Để các bạn ấy cũng được xem cùng luôn. Ok, rồi, social media. Tiếp, từ tiếp theo. Đây, từ này mọi người đọc rất là kiểu lướt lướt ấy. Cho nên là không biết đọc đúng hay đọc sai. Nhiều người đọc là exercise, đúng không? Exercise. But no, nó không đọc là exercise mà nó nhấn vào âm tiết đầu tiên. Cho nên E được nhấn trọng âm thì nó sẽ đọc là chính nó. Chúng ta sẽ đọc là exercise. Exercise. Đây sẽ là E, E. E với K. Đấy. Nó sẽ phiên âm như thế này. Và âm Z. Exercise. Đó, âm E này, banh miệng hết cỡ ra. Exercise. Exercise. Ok, chứ không phải là exercise đâu mọi người nha. Rồi. Wow, who's that? Xin chào An Nguyễn. Phương tiện truyền thông, right. Ok, exercise. I like to exercise every morning. Cô thích tập thể dục mà vào mỗi buổi sáng. Đó, thì là exercise. Do you like to exercise? Các bạn có muốn, các bạn có thích tập thể dục không? Phần lớn câu trả lời là no, đúng không? Rồi, từ tiếp theo, đây là một cái bộ ba từ vựng nha. Đây. Và nhiều từ lặp lại, cho nên nếu như bạn nào mà không rõ về cách đọc là mình rất là hay bị viết sai luôn đấy. Đây, từ đầu tiên là từ quen thuộc nhất đúng không? Các bạn đọc từ này là gì? Có phải succeed đâu? Hay đọc là gì? Yeah, cái này chúng ta sẽ đọc là success. Success. Đây nó là danh từ có nghĩa là sự thành công. Đấy, đây là thêm dấu huyền với thêm dấu sắc vào. Success. Success. Ok, đó. Success. Rồi, và 2C, 2S nha. Từ nào cũng 2C hoặc là 2E. Đấy, ở 2S. Đó, các bạn nhớ là 22 hết. Nhưng mà cái từ này là động từ, là thành công. Ví dụ như là tôi đã thành công trong việc học tiếng Anh chẳng hạn, thì chỗ này sẽ không đọc là success nữa, mà EE chỗ này sẽ đọc thành seed, succeed, succeed. Đó, là động từ. Ví dụ như mình nói là I succeeded in learning English. Đó, tôi đã thành công trong việc học tiếng Anh thì sẽ là succeed nhá. Còn đây sẽ là tính từ successful. I'm successful. Đấy, tôi đã thành công rồi.
Đấy. Thì các bạn lưu ý những cái từ này. Chúng ta học thì chúng ta comment những cái từ mà mình học được xuống nhá, để mình lưu nó lại và mình não viết thì nó cũng ghi nhớ nhanh hơn. À, tay viết thì não cũng ghi nhớ nhanh hơn. Ok, rồi. Một cái từ mà rất là nhiều người hay dùng nhưng mà không chắc chắn là đọc như thế nào. Đây, từ này. Có người thì đọc là comment đúng không? Có người thì đọc là comment. Đấy. Có người thì đọc là comment. Đó. Thì từ nào sẽ là đúng theo các bạn? Xin chào cry cry, vào muộn rồi em ơi. Từ này đúng ra chúng ta sẽ đọc là comment. Đây, nhấn âm tiết đầu tiên, o được nhấn trọng âm thì vẫn đọc là o, còn e này thì sẽ đọc kiểu nó hơi ơ nhưng mà cũng hơi e. Đấy, comment. 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 Ok, đấy thì đây là cách đọc của từ đấy. Nó không phải là comment mà nó sẽ là comment. Comment. Tất nhiên là trong lúc mình chúng ta nói tiếng Việt đúng không, thì chúng ta vẫn đọc là comment hay comment thì nó cũng không thành vấn đề bởi vì ai cũng hiểu. Nhưng khi chúng ta đi nói chuyện với Tây ấy thì chúng ta phải lưu ý từ này, nhấn âm tiết đầu tiên, comment. Comment. Ok. Rồi. Và xem nào. Thực ra là có rất nhiều từ các bạn. Cực kỳ nhiều từ luôn. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta sẽ học một trong số những từ đấy thôi. Đây, một cái từ nữa. Các bạn có thích môn văn học không? Đấy, và môn lịch sử. Đó, văn học và lịch sử thì đọc thế nào? Đặc biệt dành cho những bạn nào học cấp 3 đúng không? Đấy, phát âm cho nó chuẩn thì sẽ phát âm như nào? Ok, rồi. Từ này chúng ta sẽ đọc là không đọc là literature mà sẽ đọc là literature. Literature. Chúng ta sẽ có lit này, ter, ra, là bốn âm tiết, nhưng mình nhấn vào âm tiết đầu tiên, chúng ta sẽ đọc là la, literature. Đó, thì cái ơ thì không được nhấn trọng âm, cũng đọc là ơ, đọc là ơ hết. Literature. Literature. Đó, thì cái cách đọc của nó như thế chứ không phải literature, không nhấn vào âm tiết thứ ba nhá, mà là nhấn vào âm tiết đầu tiên. Nào các bạn đọc đi nào. Literature. Literature. Đó, và bạn nào mà cũng đã từng học ở IELTS hay là học một các khóa online và offline rồi thì chúng ta cũng biết là TURE này chúng ta sẽ đọc là CH, đúng không? CH. Đó, literature. Ok. Rồi, tương tự từ này cũng thế, chúng ta không đọc là history. Đấy, history là dành cho các nông dân đúng không? Nhìn và đoán để đọc. Đấy, mà chúng ta sẽ đọc là history. History. Đấy. Tức là chữ O này gần như là không không đọc ra mà sẽ là tờ với ri luôn ấy. Đấy. History. 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 I like history. Tôi thích lịch sử đúng không? Đó. Thì các bạn lưu ý điều đó. Rồi, cái từ này chúng ta sẽ đọc là có hai cách đọc. Đây là nó là cái lịch trình đúng không? Đấy, lịch trình chúng ta làm cái gì đó. Thì các bạn nhớ những bạn nào mà đã từng từng học thì chúng ta cũng biết rồi là do như này chúng ta sẽ một đọc là do, hai sẽ đọc là j. Đó, d với âm u. Đấy, thì chúng ta sẽ đọc thành j như này đúng không? Chính vì bởi vậy nó có hai cách đọc. Cách một các em có thể đọc là schedule. Đó, nhấn vào tiết đầu tiên thì chữ CH này chúng ta sẽ đọc một cách rất là đặc biệt, rất là schedule. Schedule. Ok, schedule. Đó. Đấy, còn cách đọc thứ hai các bạn sẽ có thể đọc là schedule. Schedule. Đó, deal. Deal. Đó, schedule. Đấy, tức là chỗ này đọc là D này, xong rồi U này, đấy, con chữ L này, schedule, hoặc là schedule, schedule, ok? Và xem nào còn từ gì nữa không? Ok, có một cái từ mà đây, mọi người chuyên gia đọc là comfortable table ấy. Đấy, và một từ nữa là very table. Đó, sai kinh điển của mọi thời đại. Rồi, hai từ này là mọi người hay sai nhá.
Thì chúng ta sẽ đọc ở đây, chúng ta sẽ đọc là nhấn âm tiết đầu tiên. Và đây cũng là âm tiết đầu tiên. Đấy, các bạn thấy bốn cái từ, những cái từ nào mà có bốn âm tiết nó rất là hay nhấn vào trọng âm đầu tiên không? Đấy. Thì chúng ta sẽ đọc từ này không là comfortable, không nhấn vào từ thay mà nhấn vào là la 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 la. Đó, la 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 la. Comfortable. Đấy, thì khi mà mình nhấn vào kho, mình kéo dài nó ra thì tất cả những cái âm còn lại đọc rất là lướt thôi và đọc thành ơ hết. Comfortable, comfortable, comfortable. Đấy, cố gắng đọc nhanh nhất có thể nhưng mà nó vẫn phải rõ nha, chứ không phải là đọc lướt 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 thế là chả nghe được cái gì cả, mà là comfortable, comfortable. Đấy, comfortable. Ok. Đấy, đây là từ mà thoải mái đúng không? Đấy, I feel comfortable. Đấy, còn cái từ mà rau củ quả đấy, là vegetable đúng không? Nhiều người đọc là vegetable. Ok, chỗ này chúng ta sẽ đọc là D3 đúng không? GE sẽ đọc thành vegetable. Đấy, đây cũng là table, vegetable. Đấy, cái âm này gần như là chúng ta không đọc ra. Chúng ta chỉ có 3 âm tiết thôi. Vegetable, vegetable, vegetable. Ok. Vegetable, vegetable, vegetable. Ok. Yeah, xin chào Uyên. Uyên chia sẻ về lớp mình để cho các bạn học nha. Rồi, đấy thì đây là những cái từ mà hay sai. Các bạn đọc lại từ này nào. Comfortable và vegetable. Ok, những bạn nào mà chưa thành thục được những từ này thì chúng ta có thể lưu lại cái livestream này để chúng ta sẽ xem lại sau nhá. Rồi, và từ cuối cùng ngày hôm nay mà cô sẽ giúp cho các bạn, đấy, đấy là từ sô-cô-la, chocolate. Chocolate. Các bạn có biết bài này không? Rồi, đọc đúng kiểu chocolate luôn. À, từ này cũng là nhấn vào âm tiết đầu tiên. Đấy. Thì chúng ta sẽ đọc thành âm CH này vẫn đọc là âm ch như bình thường. Chocolate. Đó, nhấn vào âm tiết đầu tiên nên O đọc thành O và đây là âm ơ hết. Chocolate. 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 Đó. Chứ chữ này thậm chí là cái ơ nó cũng không còn luôn đấy, chỉ có ca thôi. Chocolate. 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 Do you like chocolate? Các bạn có thích sô cô la không? Đấy, thì là chocolate. Đấy, thì các bạn lưu ý những cái từ mà hôm nay chúng ta đã học. Tiếng Anh thì nó có vô vàn các từ mà thậm chí là dần dần chúng ta sẽ phải học thêm này, đọc thêm, nghe thêm để chúng ta biết thêm được những cái từ mới. Đấy, nhưng mà các bạn biết được nguyên lý trước và thì cái sự luyện tập của chúng ta sẽ dễ hơn rất là nhiều. Đấy. Ví dụ như là một số bạn học rồi nhưng mà cảm thấy thỉnh thoảng nó có những cái từ nó rất là lạ lạ đúng không? Đấy, thì cái điều đấy nó không có gì phải lạ, nó không có gì lạ cả. Đấy, nhưng mình biết được những cái nguyên lý. Ví dụ như là nhấn vào đâu thì cái âm nguyên âm của nó thường sẽ đọc là chính nó chẳng hạn. Ví dụ như thế. Thì đấy là một cách để giúp chúng ta điều chỉnh cái cách đọc tiếng Anh của mình nó chính xác, nó tốt hơn rất là nhiều. Đó, và đọc nó phải có trọng âm. Đấy. Thì đấy là cái nguyên lý cơ bản khi mà học tiếng Anh thôi. Ok, rồi. So that's it for today. Đấy, hãy làm sao để cho năm 2020 của mình bắt đầu nó một cách đột phá và có một cái mục tiêu của tiếng Anh để biết đâu đến năm 2020 lại đi nước nào đó đúng không? Lại đi du lịch ở đâu đó sang Lào, Thái Lan, Campuchia, Myanmar, đấy là các nước châu Á, hay là sang một số nước châu Âu, hay thậm chí là sang châu Mỹ, châu Phi cũng không biết được. Rồi, so that's it. Chúc các bạn một Giáng sinh vui vẻ. Goodbye.